Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Trên tay mình đây đó chính là chiếc Oppo Phi X5 Pro phiên bản 5G nha các bạn. Hiện tại thì mình nhận được tình trạng cái máy này thì đã bị nứt vỡ một góc và bị chảy mực. Còn mặt sau thì cái phần mặt lưng của chiếc máy đã bị vỡ và anh khách thì anh đã bóc đi rồi. Bây giờ cùng mình và bạn kỹ thuật viên bên Fastcare sẽ tiến hành thay màn hình của em nó cũng như là thêm cho em nó nắp lưng nhé. Rất cảm ơn các bạn ngày trước cũng đã nhắc nhở bên mình rằng là phải che cái phần camera trong quá trình sửa chữa. Thì hiện tại bên mình sẽ dán bằng một keo bằng giấy nha các bạn và sẽ không ảnh hưởng đến camera đâu. Bây giờ thì chúng ta hãy quay lại với quy trình nào. Thì hiện tại bạn chuyên viên đang tiến hành bóc tách cái màn hình cũ của em nó và thay thế cho em nó một cái màn hình mới. Với màn hình bị chảy mực một góc thì các bạn lưu ý cho mình là phải tiến hành thay màn hình nhé. Đối với một vài những cái con máy có màn hình LCD, nếu mà chúng ta bị sọc hay là chảy mực thì có thể hấp là hết. Nhưng với màn hình AMOLED như con này thì chúng ta sẽ phải tiến hành thay màn hình. Điểm qua một vài những cái thông số cấu hình thì con này sẽ có một cái màn hình AMOLED 6.7 inch, độ phân giải là Quad HD Plus hay còn gọi là 2K cộng đó. Cụ camera sau của chiếc máy này với lần lượt là 50, 50 và 13 chấm. Chiếc máy sẽ chạy cho con chip là Snapdragon 8 Gen 1 nên các bạn có thể yên tâm sử dụng trong vòng khoảng từ 2 đến 3 năm tới cơ. Rồi và như vậy thì màn hình đằng trước chúng ta cũng đã thay thế xong rồi. Bây giờ thì sẽ tiến tới đó chính là phần mặt sau của chiếc máy. Với phần mặt sau này thì bên mình sẽ tiến hành vệ sinh và cũng như là ráp lại hết toàn bộ những con ốc thôi. Và trước thì mình cũng có tháo phần mặt sau để có thể tháo được cái phần màn hình một cách dễ dàng hơn. Bên mình cũng sẽ không quên là gắn cho em nó cái phần bảo vệ main và cũng như là sạc không dây của chiếc máy. Và cũng như là sẽ vệ sinh lại cái lớp keo cũ của chiếc máy này. Và các bạn yên tâm là bên mình cũng sẽ vệ sinh lại lớp keo giữa phần mặt khung với cái phần mặt lưng của chiếc máy một cách cẩn thận nhất có thể. Đối với những chiếc máy này thì các bạn yên tâm là hiện tại trên thị trường chỉ có những cái mặt hàng zin đến từ một chiếc máy khác bóc máy đem qua thôi, chứ chúng ta không hề có những cái màn hình bên thứ ba cung cấp đâu. Sau khi đã lắp lại được phần mặt lưng thì chúng ta sẽ khởi động lại máy, vệ sinh lại một vài lần nữa trước khi mà trao trả lại máy cho khách. Bây giờ thì bạn chuyên viên sẽ tiến hành kiểm tra cũng như là check lại những cái thông tin bên trong màn hình, ví dụ như là cảm ứng này hay là hiển thị xem là màn hình liệu nó có điểm chết hay là màn hình liệu nó có hoạt động tốt hay không. Công nhận trong dải sản phẩm của Oppo thì Phi X5 là một trong những dòng sản phẩm gây khiến cho mình ấn tượng nhất. Với Phi X6 thì hiện tại nó không được ấn tượng cho lắm đâu. Rồi và nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé.